Cường Audio xin kính chào các bạn. Hôm nay mình sẽ giới thiệu các bạn một dòng sản phẩm của bên mình, đó là chiếc micro Tianjun T5000. Như các bạn cũng đã biết, những micro trước của bên mình ấy có vali này là chiếc micro là Libablue LDK900, Libablue LDK800. Thì đây một chiếc vali rất là đẹp hầm hố của hãng Tianjun, đó là T5000. Thì ở bên ngoài các bạn có thể nhìn thấy đó là QR code của chính hãng. Mình sẽ nhìn bên trên này, khóa này rất là đẹp đúng không? Mình sẽ xoay để các bạn cùng nhìn bên ngoài. Ở phần dưới này các bạn có thể nhìn thấy là chiếc đệm mút để chúng ta kê, cũng như là phần dưới là có phần chân này, nhìn rất là đẹp chắc chắn. Ok, mình sẽ mở sản phẩm mình ra nhá. Về phần mở hộp thì nó bằng nhôm, không có gì quá đặc biệt. Cách mở thì cũng tương tự với hai dòng sản phẩm kia thôi. Đó, các bạn có thể nhìn thấy ở phần đây là có phần phía bông cái mút hột gà ấy để tránh va đập nhá. Về phía trên bên trên các bạn có thể nhìn thấy hình ảnh của sản phẩm cũng như là thông số sản phẩm. Ok, và phía mặt sau các bạn là cắt cái tem bảo hành chính hãng của Tianjun, mình sẽ để xuống. Tiếp theo đó là chiếc dây kết nối với các dòng micro thu âm, thì dây kết nối sẽ là dây XLR 3.5. ok, mình sẽ để xuống dây này dài khoảng 2 mét. Tiếp theo là chiếc xoắc bao. Chiếc xoắc bao này rất là chắc chắn. Với xoắc bao này các bạn có thể nhìn thấy là tương đối giống với Libablue LDK900 hoa sen, nhưng mà nhìn nhỏ hơn một chút bằng kim loại rất là chắc chắn nhé. Mình sẽ để xuống. Tiếp theo đó là chiếc micro của chúng ta. Đó, rất là dài, cầm rất là chắc tay, nhìn rất long lanh đúng không? Chiếc micro này là màu đỏ mận. Đây các bạn có thể nhìn thấy là logo của Tianjun này. Đằng sau là sẽ có lộ chữ T5000 là tên của sản phẩm này. Đó, sản phẩm này nhìn kiểu dáng, nhìn sơ qua nhé, thì có thể là nhìn rất giống là BM900 này, hoặc là K660 này, hoặc số dòng sản phẩm thân rẻ, đầu tròn đúng không? Nhưng mà chất lượng sẽ khác nhé. Nhìn nó kiểu giống nhưng mà rất là khác biệt này. Về phần thân rất là dài, phần đầu tiếp xúc cũng rất là dài để các bạn hát chọn âm hơn này. Phần bên cạnh các bạn thì nhìn thấy là các chốt ốc này, các chốt ốc đó để giữ phần khung này được chắc chắn hơn với thân mic. Ok, phần dưới này thì cũng được thiết kế màu vàng rất là nổi bật, thân vàng các bạn thì nhìn. Đó, mình đang quay để các bạn có thể nhìn thấy dòng sản phẩm này quay tốt hơn. Đó, thì để biết về thông tin giá thành của sản phẩm này thì các bạn có thể xem dưới phần tiêu đề của video, thì mình có để phần giá thành dưới phần tiêu đề của video, hoặc các bạn có thể click vào phần mô tả của video để liên hệ với mình qua Facebook hoặc là qua số điện thoại cũng như qua website Cường Audio. Thì để đặt hàng sản phẩm này các bạn có thể nhắn tin cho mình qua Facebook là facebook.com/cường audio page, hoặc các bạn cũng có thể truy cập vào website cường audio.com. mình lưu ý một chút là góc dưới bên phải của website có phần hỗ trợ qua Facebook ấy, thì các bạn nhắn tin qua đấy cho mình, hoặc số điện thoại của mình là 09765 08260.
Các bạn lưu ý một chút là những bạn hát rất là hay thì ngại gì chia sẻ nhỉ? Thì các bạn có thể là nhận được hàng, các bạn hát cover và gửi về cho Cường Audio để mình chia sẻ với các bạn, với các khách hàng, với những người yêu âm nhạc về những bài hát mà các bạn hát về Cường Audio. Mình sẽ upload lên kênh YouTube của Cường Audio này, upload lên Facebook của Cường Audio này để chia sẻ đến một cộng đồng yêu âm nhạc. Hoặc là chúng ta cùng thưởng thức âm nhạc, cùng giải trí sau những ngày làm việc mệt mỏi, đúng không nào? Ok, thì các bạn cần lưu ý nha, nhắn tin cho mình, nhắn tin cho mình qua Facebook đi, thì mình sẽ tư vấn các bạn một số sản phẩm khác nữa để phù hợp với túi tiền các bạn tốt hơn. Ok, xin chào và hẹn gặp lại các bạn tại những video tiếp theo của Cường Audio. Và đây là sản phẩm micro Tianjun T5000. Ok, xin chào và hẹn gặp lại.